tên chữ to nhất là chữ Vũng Tàu nha. Để tải BV97 và 90. Còn chữ K nhỏ này là chữ K nghe lập ấp của Long An nha. Còn chữ tải sau là chữ K hàng lái nha các bạn. Hàng lái của Tiền Giang. Lưới đèn của Vũng Tàu à, 97 39 TS. Chiếc này chưa đi ta. Ba chiếc đang tiến lại này các bạn ơi. Quá. Rồi, chiếc bên chiếc to nhất là chiếc của Vũng Tàu nha. Ghế tải. BV97390. Còn chiếc nhỏ này là chiếc ghe lợp ốc của Long An nha. Còn chiếc ở sau là chiếc ghe hàng đáy nha các bạn. Đấy của Tiền Giang. Đấy mặt dữ rồi. Chạy khiếp. Cái xe nhỏ nổi. Thấy chiếc đồ người ta không? Cái hàng đá này phải nói chạy kinh khủng. Ghê không các bạn? Rồi, coi số ghe hàng đá coi 00790TS luôn. Hàng đá nha. Ghe thu mua. Chiếc thu mua hồi nãy mình nói là của Vũng Tàu lại giờ chuyển sang làm cảng luôn các bạn ơi. Một cái hàng đáy của Vũng Tàu nè. Chiếc này chiếc nãy ra là ăn cặp đó các bạn.
mịt mù. Lưới cảng ở Vũng Tàu, Vũng Tàu nữa nè, 5921 TS lưới cảng. Rồi hai anh bụng bự không luôn. Thì lúc trước là ghe tải, không thôi là ghe thu mua nha các bạn. Rồi bây giờ người ta chuyển sang ta làm nghề lưới cảng luôn. Chưa cúng các bạn.